chào tất cả cô chú anh chị đã quay trở lại với kênh của Hùng. Ngày hôm nay thì Hùng sẽ chia sẻ với quý vị cô chú anh chị về một cái vị trí rất là đẹp đúng không anh chị? Đây, cái nơi cái của Hùng đó chính là bãi tắm Dốc Lết cho quý vị cô chú anh chị. Chỉ có vài bước chân là chúng ta đã chạm vào bãi Dốc Lết. Đây là nơi là phát triển về kinh tế của khu Nam Bắc Phong. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.